Từ trên trời rơi xuống một hòn gạch vỡ làm đôi. Và từ trên trời rơi xuống gạch vỡ làm đôi. Trời nắng thì phải kiếm chỗ dâm mà ngồi chứ sao? Tức là như nào? Bây giờ khai thật cho tao, từ sáng đến giờ mày còn gây ra những cái tội tày đình nào nữa ở cái khu này? Con có làm cái gì đâu, từ sáng giờ con chỉ nằm đây thôi. Mày muốn mày không làm cái gì không? Hả? Chứ tao hỏi mày, ai nghịch chim của ông tổ trưởng? Dạ. Chim ông đấy là chẳng may đi. Mà con bảo bố nhé, bây giờ chim thì nó phải là để cho nó hót, cho nó chơi chứ. Bây ông cứ giữ con chim ru rú như thế thì nó bị tự kỷ rồi, nó bị trầm cảm rồi. Ông ấy để xuống đất để cho con chim nó tắm. Mày đi mày xách cái lồng tắm đi, sổng con chim của ông ra, mày biết sáng nay tao vừa phải đền 2 triệu xong. Còn mẹ mày đây, mẹ mày đây, mày biết tối hôm qua có cái đoàn xiếc nó về đây hả? Người ta nuôi động vật để người ta làm xiếc. Mày đi mày cho khỉ ăn mắm tôm, cả một cái đàn khỉ nó sổng ra, nó làm loạn cái đấy. Tối hôm qua đoàn xiếc là không thể nào biểu diễn được. Mày biết mẹ mày bây giờ còn đang lên để xem thiệt hại bao nhiêu để đền kia. Thế bố ngày xưa bố không học sinh học à? Bố không biết là khỉ nó là tổ tiên của loài người à? Mà ở nhà đây này con thấy bố này suốt ngày lại ăn thịt chó cũng chấm mắm tôm này, rồi bún đậu mắm tôm này, thịt luộc mắm tôm này. Thì con thấy khỉ thì con cũng cho nó ăn mắm tôm chứ có cái gì đâu mà. Nhưng mà con người nó khác con khỉ. Thì sáng giờ mày có gây cái tội lỗi gì nữa không? Con chả gây cái gì cả. Thế mày về nhà ngay. Về nhà ngay xong hôm qua xem ngoài mày ra còn những thằng nào nghịch nữa. Nhưng mà con chưa về được. Tại sao mà không về? Hả? Con nói cái điều này ra nhá. Bố đừng có mà sốc nhá. Ôi giời, tao đứt dây thần kinh sốc từ lâu rồi. Rồi. Mày nói đi. Con là sắp thành người nổi tiếng rồi đấy. Hả? Ở đấy con bảo bố đừng có sốc rồi đấy. Mày nổi tiếng à? Vâng. Thôi chết rồi. Mày lại đốt nhà ai đúng không? Không, từ sáng giờ mày lại nghịch để mày trở thành nổi tiếng đúng không? Ủa sao lúc nào bố cũng nhìn cái thằng con trai của bố nó theo cái kiểu tiêu cực như thế nhỉ? Thế mày nổi tiếng cái kiểu gì? Con là sắp thành diễn viên rồi đấy. Diễn viên cái mặt mày. À, bố không tin à? Mặt mày mà. Mặt con làm sao? Này, con nói cho bố biết nhá. Đây này, bố có nhìn đến cái đoàn làm phim xa xa kia không? Đấy, đoàn làm phim buổi sáng người ta về đấy. Về làng mình đấy nhá, người ta bảo là này. Cái ông đạo diễn ấy, ông bảo con là nhìn mặt con là hơi bị hợp để làm diễn viên ấy. Ông bảo là cái mặt của con ấy, là cái vai đấy là chỉ có hợp với mặt của con thôi. Chú đạo diễn trẻ chú bảo. Dạ vâng ạ. Cái mặt mày hợp. Dạ. Này xin lỗi, mặt mày hợp thì mặt tao phải hợp trước từ lâu rồi. Ôi trời ơi. Mày. Ôi vâng. Ông đi về đi. Dạ. À mày lấy cái võng ở đâu này? À cái võng mày này lấy là... cái võng ở đâu này? Ông cái võng này là của anh đạo diễn, anh để đằng kia thì con thấy anh không dùng thì con mượn ra đây con treo thôi. Có hỏi anh không? Không, thì bố ông lại không hỏi. Tôi biết ngay là ông lại gây ra cái trò gì. Mày có về nhanh không? mày về ngay, mày chết với tao. Chết không được gì cái võng của người ta thế này. Cắt. Ui giời ơi. Cắt ngay. Bà Mai này, tôi hỏi bà nhá. Đây là phim tình cảm, chứ không phải là phim hài, bà hiểu chưa? Ui giời ơi, tôi nói này, phim là phim của các bà, kinh phí là tôi lo nhá. Để diễn thế kia bao giờ không? Này em, lại bảo, lại đây. Này, cái con bé mà em chưa 18 mà sexy quyến rũ đâu? Ôi, ui dồi ôi. Ở đây đây á, em chưa 18 đây á. Sexy quyến rũ đây á. Này, bà xem cái bà nghe cái bài không cảm xúc chưa? Hả? Ôi giời, cái này bao giờ nó làm việc, cái này ai mà làm việc được, đổi vai luôn đi. Đây rồi. Này. Hả, cái gì đấy? Cái gì bác ơi? Chú, là đạo diễn à? Dạ vâng. Trân trọng giới thiệu bác, cháu là Bội Bội TV. Đạo diễn. Vâng. Bội Bội. Vâng.
Có việc gì vậy bác? Có phải là vừa rồi chú mời cái thằng cao cao trông mặt nhưng nhưng nháo nháo mà mặc cái áo vàng vàng nó đóng phim không? Vâng, ui giời. Trong đoàn thằng con thôi. Con bác à? Ừ. Trong đoàn cháu có một cảnh là đi cướp. Thì là cái cậu cướp bị gãy chân. Thế là cái mặt con nhà bác cũng hợp quá. Rất hợp luôn. Cái vai rất hợp. Hợp cái vai bắt cướp hay là hợp vai thằng cướp? Vai ăn cướp, đi ăn cướp ấy. Trông mặt thằng ấy giống thằng ăn cướp à? Chuẩn luôn. Thôi anh ạ. Dạ. Con nhà tôi nó đắc tội với anh. Nó lấy của anh cái võng. Ô, đây tôi mang tôi giả nó. Ô, thế, anh đừng cho nó làm cái vai ăn cướp. Ô, thế là cái võng là con nhà bác lấy à? Ừ, nó thấy anh treo ở đấy thì nó kịp hỏi anh. Ôi, thế mà từ sáng giờ nhá, cháu chửi không biết bao nhiêu người là không biết là ai lấy cái võng của cháu. Đấy nhá, thôi giả rồi nhá. Anh tuyệt đối không cho nó đóng vai ăn cướp. Không, không được bác. Thằng ấy nó đã phá khắp cái khu này rồi. Bây giờ mà nó đóng cái vai ăn cướp nữa thì cả cái khu này nó chửi cho là thằng này là ăn cướp từ ngoài đời đến ăn cướp vào trong phim. Mặt mũi tôi để đâu? Không phải, bác phải hiểu. Anh đừng nó phải đi. Nó phải phù hợp. Cái vai ăn cướp ấy, con nhà bác không cần diễn nọ ra. Bác hiểu chưa? Nhưng mà tôi đeo mo vào mặt à? Đeo cái gì mà đeo? Thôi bây giờ tôi có ý kiến mà anh nhìn này. Dạ. Nhá. Tôi là bố nữa đây. Nó cháu biết rồi. Đấy, nếu anh thiếu vai gì anh bảo tôi. Bác quay vòng cho xem nào. Ôi giời. Cháu hỏi thật, trước bác có tham gia văn nghệ ở xóm ở các thôn. Loại kính thưa các loại. Nhạc nào tôi cũng nhảy được hết. Chuẩn đâu đâu. Ui giời. Sợ hết rồi. Ui giời ơi. Cháu bảo này. Ừ. Sắp tới ấy, ừ, bọn cháu có một cái dự án. Ừ. Nó khoảng 4.000 tập. 4.000 tập phim. Ui giời, bắt tay anh. Cháu mời bác luôn. Ui tốt quá. Bác có một cái vai rất hợp luôn. Ừ, thế nào? Trong 4.000 tập đấy nhá, ừ, thì có một cái phân cảnh. Bác sẽ, ừ, tham gia vào trong cái phân cảnh đó. Ừ, như nhá, thế nào? Là nói cái, phát tôi làm được luôn. Cái phân cảnh đấy nó rất quan trọng. Ờ. Nếu như mà không có phân cảnh đấy nhá, vứt luôn cả phim luôn. Ừ, rồi anh nói đi. Nhá. Ừ. Là bác sẽ về nhà. Ừ, bác về mở nhà. Cửa ra. Mở cửa. Đấy, sau đó bác nhìn thấy thằng con. Nhìn thằng con. Nhìn thấy à, vợ mình. Nhìn vợ. Đang này. Ngồi ở trong nhà. Để bác lao ra vào trong bếp, ừ, bác cầm cái chày, bác lao vào, bác táng vợ, táng con, bác bạo lực gia đình. Ôi trời. Đó. Xin thưa với cậu nhá, riêng cái vai đấy không phải diễn, tí về nữa. Anh mang máy thôi, tôi quay về tôi đánh cho chúng nó thì không còn cái răng mà ăn cơm nhá. Đẹp quá. Tôi nói thật với ông nhá, tôi về ngày nào thằng này nó cũng phá, tôi về phát tôi lao vào trong bếp, vâng, tôi rút cái chày ra. Ôi trời ơi. Tôi bắt thằng này đặt trên bàn vả ngay mấy phát vào đầu gối nhá. Hay quá. Vợ lao vào can là ông ơi, ông có đẻ nó ra đâu mà ông sót, ông không giết nó à. Vợ vả túm tóc giật 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 vào tường. Ôi trời ơi, đẹp đấy. Quá bác ạ. Thế này thì cháu phải sẽ ký hợp đồng luôn nhá. Bác thấy không, gia đình nhà bác này, con thì ăn cướp, bố thì bạo lực gia đình. Đẹp luôn. Thế là lên phim. Lên phim luôn. Mọi người ở nhà xem tivi. Dạ vâng. Thằng bố bạo lực gia đình. Vâng. Thằng con đi ăn cướp. Vâng. Đẹp. Cậu đạo diễn cậu cũng có cái mắt đấy nhỉ. Vâng, cháu chuyện đạo diễn. Đúng không? Bảo. Thế là à, bồi. Gia đình tôi là cái gì? Hả? Gia đình tôi là cái gì? Hả? Này. Ôi. Nhanh lên mình. Ôi, hôm nay làm gì mà nhanh thế? Thế nào? Hôm nay mình thấy anh đánh tennis hay không? Em thích mấy cái quả đoa của anh ấy. À, mấy quả đoa dọc dây đấy. Chuyện. Chào chú ạ. Chào hai cháu. Dạ. Đi chơi về hả? Dạ vâng. Dạ. Này, nhìn thấy các cháu nhí nha nhí nhảnh cứ như là vợ chồng son rỗi ấy. Dạ vâng. Có con có cái được như thế này là hiếm lắm đấy. Dạ vâng. Thế con bé con gửi ai? À, bé nhà cháu thì để ô xin nó trông thôi. Hả? Đã thuê được ô xin rồi à? Dạ vâng. Có tốt không? Ôi dồi ôi, quá tốt luôn. Ừ, thế à? Này, từ hồi chú làm tổ trưởng tổ dân phố, dạ, quản lý cái khu chung cư này, dạ, gần như ngày nào cũng có hộ gia đình xuống kêu ca cằn nhằn về ô xin rồi lại bỏ đi mất. À. Đấy, cứ thuê qua trung tâm xong rồi mất phần trăm cái môi giới, dạ, việc làm. Vâng. Thế nó chỉ được 5 bữa nửa tháng thôi. Đứa thì ngủ rồi xem tivi, đứa thì đại loại là chảnh mạng lắm. Ôi trời ơi. Cứ bỏ đi suốt ấy. Vợ chồng cháu là chọn lựa kỹ càng rồi, bảo đảm tuyệt đối luôn. Nhà nào hồi đầu mà chả nói thế. Ok. Chỉ được dăm bữa nửa tháng thôi. Trời ơi, thế là chú không biết thôi, giúp việc nhà cháu chuẩn chỉnh luôn. À thế à? Trung thực, thật thà, thẳng thắn, yêu thương nhau lắm. nhưng mà mỗi tội là vui quá. Vui quá. Dạ vâng. Nói chung quá thì nhà không, chú còn đang muốn vui. Cái gì vui cũng được nhưng mà có cái từ quá là nó không được ổn cho lắm. Dạ vâng, đúng rồi. À thôi. Mình về đi, kẹo nó lại xét tép mới cả mắng nhẹ mình chết. Này, sao? Dạ. Các cháu bảo cái gì? Tôi vợ chồng cháu về. Đi chậm về, ô xin nó mắng nhẹ. À dạ vâng. Ôi thôi cháu phải về trước. Dạ vâng, cháu xin phép chú ạ. Ô xin mắng nhẹ.
chia tay rồi. Rồi 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 rồi. Cứ tưởng chuyện gì? Đấy chỉ là phim thôi, không có vấn đề gì đâu em. Thế mà cũng khóc. Nhưng mà hai người đấy họ yêu nhau lắm đi. Chia tay thế này thì em không chịu được. Rồi rồi rồi, anh hiểu rồi. Thôi thôi, tốt nhất là tắt đi là xong nhá. Tắt. Không được. Rồi, trật tự. Rồi lúc khác xem phim nhá. Này, anh chị bảo này, mấy hôm nữa anh chị đi công tác, ở nhà cô cố gắng giúp anh chị dọn dẹp nhà cửa, rồi cho cu bin ăn uống đầy đủ giúp anh chị nhá. Trời ơi, đàn đúng thì cái nói sổ tuẹt ra, để còn đi công tác nữa. Rất thiệt. Đấy, anh xem, sao lại cãi như thế à? Thôi. Mình ơi, thôi, xin mình nhá. 9 bỏ là 10. Nhưng mà nó cứ cãi em thì ức lắm. Anh biết rồi, mà cái con này nó bị hâm, nó mới đi làm ô xin, em hiểu chưa? Nhưng mà... Nhưng cái gì? Nhưng con này nó hâm, nhưng mà nó được cái là nó dọn dẹp nhà cửa mình, nó sạch sẽ, đàng hoàng. Mà nó cho cu bin đấy, em nhìn cu bin lớn nhanh như thổi, thế có gì nữa. Thôi, anh xin mình nhá. Cái bát nhá. Cái bát nhá. Bát gì? Cái bát làm sao? Ai cho chị rửa cái bát hả? Ôi dồi ôi. Ôi sỏi mà. Cứ tưởng cái việc gì? Thì chị ăn xong chị tiện tay chị rửa. Cô làm cái gì mà ghê thế? Vớ vẩn. Dọn dẹp nhà cửa trong cái nhà này là trách nhiệm của ai? Hả? Của tôi nhá. Mà anh chị dọn dẹp như thế không khác gì gạt bỏ trách nhiệm của tôi không? Thôi, anh thành thật là xin lỗi cô xin. Vợ chồng anh sẽ được nghiêm khắc kiểm điểm nhá. Tự phê bình và phê bình. Rồi anh xin lỗi nhá. Nhớ. Ui. Đấy. Anh xem. Anh làm sao chịu nổi con này nữa? Rồi thôi, mình nhẫn nhịn nó thêm một thời gian nữa đi nhá. Anh xin mình đấy. Yên tâm đi. Rồi con này nó kiểu gì mà nó hâm hâm như thế. Còn đời nào nó mới lấy được chồng. Cái gì nữa? Cái dép. Tại sao mà dép ở cái chỗ để dép lại lộn xộn như vậy hả? Tại sao? Ôi dồi ôi, tưởng chuyện gì? Thì tại vì cô sắp xếp với cả sạch sẽ quá nên là tôi mới soạn lại ra. Mới tìm được dép chứ. Vớ vẩn nhá. Không có nói như thế nhá. Thế mà anh động vào dép, động vào bát của tôi làm gì? Quá, tức là như thế này, chị nhà là chị tìm đôi dép, tức là chị không tìm được, tức là tiện tay chị nhìn thấy mấy cái bát nó bị bẩn, tức là chị rửa. Thôi được. Anh chị là lần này là sẽ rút kinh nghiệm, không bao giờ dám động những cái công việc của cô xin nữa nhá. Còn bây giờ thì xin cô là hết sức bình tĩnh nhá. Thôi, cô vào làm việc gì làm đi. Đấy. Ôi, anh lệ mình, anh lệ cả mình luôn đấy mình. Anh đã bảo mình bao nhiêu lần rồi, cố gắng. Em không thể chịu đúng nó luôn. Này, nghe anh nói. Mình phải hiểu là như thế này. Mấy hôm nữa là vợ chồng mình đi du lịch, đúng không? Thế thì cái nhà cửa này nếu mà không có nó giúp việc, không có nó dọn dẹp, rồi cu bin, không có nó mà cho ăn thì ai vào nữa? Em biết là thế rồi nhưng mà nó cứ cãi. Anh tính hết rồi nhé. Đợt tới vợ chồng mình đi du lịch về một phát, anh đuổi cổ nó luôn. Anh kiếm đứa giúp việc khác. Đúng rồi. Cái gì cơ? Tôi vừa nghe thấy cái gì nhỉ? Không, anh có nói gì đâu. Này, không phải chờ đến ngày đấy mà đuổi nhá. Đây nghỉ việc luôn. Về quê. Ok, khoan, không, nhưng mà... Cô xin, anh bảo đây. Đến rồi. Đâu? Nhìn thấy chưa? Nàng đang đến. Ui, nàng đấy á? Thanh Bi đấy, mới chuyển về khu nhà mình đấy. Thanh Bi mà ông nói đấy á? Ôi, ngon ngoạn nó gọi là thôi rồi. Ông nhìn cái quả chân trắng chưa kìa. Ôi, đúng là ngon từ thịt mà ngọt từ xương, dễ thương đấy cả tính cách nữa. Không phải thật, em nó hồi nãy. Cái mồm mày hồi. Hồi thì mày lượn đi, để tao. Nhìn này. Mồm hồi, tôi có thương hiệu. Đi. Em bị rơi tiền này. Dạ, chắc là không phải tiền của em đâu anh ạ. Không phải tiền của em à? Dạ vâng ạ. Thế chắc là tiền của anh. anh bảo này. Dạ. Em có thể cho anh được làm quen với em được không? Làm quen đấy ạ. Dạ, nhưng mà em nhìn anh trông đẹp trai như này chắc là có vợ rồi ạ. Không. Ngại lắm. Anh xin tự giới thiệu với em, anh là Tuấn, tuổi Tuất. Hiện vẫn độc thân và 300 tuổi. À nhầm, 30 tuổi. Dạ nhưng mà em ngại vợ anh lắm ạ. Hả?
khổ quá. Anh xin chốt lại với em một câu cuối nhá. Anh tên là Tuấn, tuổi Tuất, hiện vẫn độc thân, 30 tuổi. Tin chưa? Nhưng mà... Em cho anh xin số điện thoại của em được không? Để hôm nào mà rảnh rỗi thì anh mời em đi uống cà phê rồi anh em mình giao lưu, tìm hiểu sâu với nhau. Dạ, nhưng mà... em gửi anh... Thanh Bi khiến anh bất ngờ nhiều quá. Nhưng mà sao anh lại biết tên em ạ? Thật ra thì nếu mà quan tâm đến nhau thì sẽ còn nhiều điều bất ngờ về nhau đấy. Dạ vâng. Thế thôi, em xin phép đi trước ạ. Thế thôi, Thanh Bi lại nhà nhá. Lại công viên nhá. Dạ. Bác đây, hình như nhà em hướng này hay sao ấy? Đã bảo bất ngờ mà. Ông Đức ơi! Ông Đức ơi! Dạ. Ở nhà cắn cho tôi này cơm. Dạ. Tôi xuống dưới chợ mua thức ăn lên nấu cho. Mình cứ để cơm nước là để anh nấu cho nhá. Thôi nhá. Dạ. Ông mà nấu thì ai mà ăn được. Để tôi xuống tôi mua đồ ăn nấu. Tôi quen rồi. Dạ vâng ạ. Nhớ làm đấy. Xem nào. Ui giời, tủ lạnh trao tí thức ăn này trong này. Bửa bộn quá thì mất gì rồi. Cái gì đấy? Thanh Bi, sao em ở đây? Thì cửa nhà anh có khóa đâu mà em không vào được. Thế à? Nhưng mà tại sao em lại đến thăm anh đường đột này? Dạ, bất ngờ. Mà cái ghế này để làm gì nhỉ? Ghế này để ngồi mà. Đây. Anh mời em ngồi xuống. Dạ. Em uống nước nhá. Dạ. Em uống nước đi. Dạ. Thế tại sao em lại biết nhà anh ở đây mà em đến? Dạ, thì người ta để ý quan tâm nhau thì muốn tạo cho nhau nhiều điều bất ngờ ấy mà. Em làm nên bất ngờ quá, vã hết cả mồ hôi. Dạ. Nhưng mà em đến hôm nay là có việc gì không? Dạ, em lại muốn tạo cho anh một bất ngờ nữa ấy mà. Sao lắm bất ngờ thế? Tại vì hôm nay em đã lỡ đặt bàn tại một nhà hàng Pháp. Em muốn tạo cho chúng mình một buổi gặp đầu tiên tại một nhà hàng lãng mạn. Nhưng mà anh tưởng là mình hẹn nhau là tối thứ bảy cơ mà, sao lại tối nay? Nhưng mà tối nay không được hả anh? Cũng được. Nhưng mà không. Vấn đề nó là như thế này. Dạ. Căn bản là mẹ của anh. Dạ. Mẹ của anh lại vừa ở bển về. Ôi trời, hay quá. Anh mời mẹ anh đi chung cùng chúng mình luôn. Không, mẹ anh lại... Căn bản là mẹ anh này rất là khó tính, không thích đi ăn ở ngoài nhà hàng. Mà mẹ anh thích ăn những cái món ăn truyền thống mà tự tay mẹ anh nấu cơ. Thế cho nên là khéo là phải hôm khác mình ngồi với nhau nhá, được không? Thế thì tiếc quá nhở. Làm thế không được anh ạ. Sao? Tại vì em đã chót đặt cọc nhà hàng 2 triệu tiền đặt cọc rồi. Nên là bây giờ hủy thì không được anh ạ. Đặt cọc 2 triệu á? Dạ vâng ạ. Đây, anh bảo này. 2 triệu thì đơn giản, đối với anh tiền nong là không phải vấn đề nhá. Vấn đề là bao nhiêu tiền thôi. Bây giờ, đây, em cầm hộ anh 2 triệu này, em đến em thanh toán cho nhà hàng nhá. Rồi hôm khác anh sẽ bù lại cho em, anh sẽ mời em đi ăn một nhà hàng khác sang trọng, lãng mạn hơn, được không? Nhưng mà em ngại lắm ạ. Không có gì phải ngại. Ngại lắm ạ. Không nhá, thế thì thôi, hay là hôm khác mình gặp nhau nhá. Em chào mẹ anh một câu đã. Thôi, mẹ anh đang ngủ, không cần phải chào đâu nhá. Em về đi. Hôm khác mình gặp nhau. Nhưng mà em quan tâm anh, muốn dành cho anh điều bất ngờ. Rồi anh biết bất ngờ rồi, nhanh mẹ anh về. Mẹ anh ngủ dậy nhá. Anh chào em. Hết rồi. May mà mình nhanh trí. Khôn lắm, đồ ngu ạ. Chưa vợ à? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.